For generations, the Dreaming City housed one of the Awoken's most closely guarded secrets. She is known as Riven. Riven of a thousand voices. The last known Ahamkara. She has been taken. And her death is your calling. ทำไมเต่าด้วยแนวซ้าวไปเต่านั้นไม่ทันทีแล้วองค์ตับอือหือตัวไม่ฉีดเล่นอาร์คาเดนตัวบันดุก3เกมตัวเล่นเมอร์2ด้วยใช่ไหมมา rõ ràng cái game vừa qua là game nó đâu mà nó tính một phần nó tính ở điểm một phần nó tính ở KD á. Hy vọng là đi ngang qua chỗ kia nó không bị kích ra ngoài. Trời ơi cầm cái title gì thế. Đấy, trời ơi. Cái mùi gì mà nghèo thế. Bỏ keybind nữa đúng rồi. Mỗi lần cầm đúng một slug phải đổi keybind mà. Mình cầm Wither Heart mình điêu đam quá à. Xong cầm mấy bài bong bong nó thử. Wither Heart bong với lại Thunder Crest thôi. Mình nhập với số 13 không? No. Có tiếng Oracle kìa. Ủa mày chưa nghe thấy hả? Cái lồn quá. Bài thanh. Ôi, cái khúc nào đi vào cái loading đó nó cũng bị cái hiện tượng đó ra. Nên vai thằng Thanh vô đóng vai team lại thắng. Đóng nhanh. Ra hai đầu rồi xuống đi đóng một cực. Này là vô cực hả? Trừ cha mẹ đóng trừ vô cực. Ý chứ chứ. Tránh các bạn. Ừ. Tránh nó ra. Ừ. Bên chỗ Thanh có tới hai đĩa vô cực lần này. Rồi. Bên mình có ba tới ba đĩa lần này. Bên mình ba đĩa kè nhau. Hay. Tiếp. Thanh đứng đi giữa đây, Thanh đứng đi trên cao này cho. Thanh đứng đi trên cao xong sợ xong Thanh chạy ở bên kia. Biết gì không Thanh? Ừ. Là thôi cũng được. Kìa mà. Tại sao thằng Thắng không đứng dĩa ở dưới này nè, rồi chạy qua dĩa kia gần hơn. Thắng đứng dĩa dưới nè, mình xong mình qua mình stick 2 viên Anaki tiếp rồi chạy đi. Nè. Dưới này nè, gần hơn mà. Cái dĩa mà của Thanh nằm tuốt phía bên kia cho nên tính theo khoảng cách thì cái dĩa cao này nhìn dễ cho từ dĩa cao này chạy xong nó gần hơn cái chỗ Thanh đang nhìn nè. Rồi. Ừ. Thắng có hai Thắng hai đứng hai dĩa đó được rồi, hai dĩa bên kia kìa. Ừ. Có thang chưa? Uh-huh. Lên này. Sơ tách của MG thì nó là tay to. Chị chỉ dùng con này đây anh chị. Thôi thằng mình dính mình này chạy xuống dưới mà Thanh. Cái hướng chạy nó ngược mà Thanh chờ. Rớt bê đi. Không sao, Thanh dính rồi. Tôi vừa bảo là rớt bê đi. Check cái đĩa của Thanh có Taken gì đó không? Rồi. Chuẩn bị vào giữa này.
định bắt tôi hỏi thật đấy, ông định bắt tôi phải bắn 5 thằng thật à? Tôi bắn 4 thằng rồi đấy. Tôi bắn 5 thằng số. Đấy. Cho ông trải nghiệm cảm giác đâu phải là cái thằng banh đi cùng banh cao là người ta gánh được đâu. Khi mà bắn ra bỏ mẹ bắt xuống cái rao, cả cái rao nó làm hai thì ông nói nó hay, cái rao tôi làm 4 thì ông nhiều hơn thì ông bị cười. Cái gì vậy Minh, nói để làm gì ăn cái gì vậy? Tắt mic ok được. Tôi mất ốp, tôi tưởng tắt mic được chứ. Tôi tưởng cái tổ hợp mấy tắt mic. Chịt một cái số nó đi cho một bạn người ta đang đi ngồi không có cả nhà dính luôn chứ. Vâng nó dễ mà mình quay lên but my sister remains in thrall. I can give you anything. Ủa khoan, thằng Carter sao cầm kiếm mà đúng không? Kiba. Thằng sao cầm kiếm? Cầm kiếm với lại rùa slot. Hả? Kiếm với lại find her, save her. Hả? Kiếm rùa slot hả? Riven will try to seduce. Có một kho mà thanh cầm cho để boss down mà. Chỉ khổ thì thanh kiếm cũng boss cao mà. Nhưng đến cái lúc mà đứng trong phòng mà không đủ đạn kiếm mới chết nha. Thấy cái nó của mình đủ mà. Nếu cầm Widow Hot ăn quái luôn anh. Widow Hot cũng được. Chúng lấy cái rương này. Lấy đi, mình có cầm gì đó. Mình lấy đi mẹ. Mất mẹ lo lên rồi. Mẹ đang chuẩn bị nói mình đâu có quest số 13 đâu. Nãy giờ chưa chết ai. Chết rồi đó. Chết mẹ té xuống đây rồi. Here we go become angry. Lịch hòm vậy. Gì không? Thằng Thanh nó thông minh lắm. Cái khúc này Thanh mà nhảy Thanh sẽ chết nên Thanh sẽ quyết định. Còn lâu mới giết được bố. Mày đặt hù Thanh, nhưng Thanh còn lâu Thanh mới chết. À, Thắng muốn chạy lên tập thử cái dĩa hay là vô làm luôn? Lý thuyết chứ. Rồi. Lên. Ủa sao lại nhiều máu vậy ta? Mình đang xử lý con nó thôi. Lấy lên, cứ lên.
Thành đường 4, okay. Thành đường 3. Ok. Lên. Rồi. Đổ máu cái này. Đổ mấy con tích trận, con pha lăng. 1-3, mình 1-3. 1-3, ok. Hai đứa giữa, giữa. Giữa. Dò hết mấy con lính đã. Rồi. Lên 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 lên. 1 phút là loài. Pha lăng, pha lăng. Rồi. Mình đường 4, mình đường 4. 3-4 được, 3-4 được, mình 3-4. Từ. Thằng Hoàng không được. Mình 3-4 chắc, mình 3-4, đúng rồi. Mình chưa đến 2 thôi, mình đứng 2. 2 về 3 được không? Chắc không. Được, mình đứng được. Mình đứng được, mình đứng được. Tự sát đi chứ, tự sát nhanh đi. Tự sát xong chỉ đứng 3-4. Rồi. Thắng 1-2 đi đó, thắng đứng đi nào được. Không, thanh lý 2 đi, số 1, ồ, số 2 tôi bị trùng rồi. Lên. Rồi. Rồi. Lên luôn nè. Mét tự nhiên cái vấn đề nó nhẹ. Không, cái sự hy sinh một xíu khiến cho vấn đề nó nhẹ nhàng hơn. Biết gì không, nãy thằng Thanh á biết thằng chỉ đang chém mà tự nhiên con nhân vật của chỉ đứng im nó không làm gì hết. Thanh kiểu chắc lát đúng không? Mẹ này con boss đã bắn liên tục, con có ót bắn liên tục nó bắn sợ ai rồi. Có một phép tuyệt vời vô là được. Không, mình có mà nhưng mà sợ lắm. Để mà đề phòng. À, xin cái chắc cái like nữa. Sợ quá rồi. Ngồi lên. Từ thang đứng 1 được hình như 1, à rồi, thang 1 được hơn 1 được. Qua đi. Rồi, lên nó despawn này. Cứ lên chơi, lên sau nhẹ thì. Cái SN đừng nhặt nha, để dành nhặt cái... Không, khỏi SN đi, của bến. Tới bến luôn cho thang. Không, thành lúc nào cũng full đạn á. Cái thành bắn một cái shot mà tạo bởi cái aspect á, nó hồi đạn là thành. Nếu cái shot đó mình làm giết lính. Lấy. Đây. Thành lúc nào có max
Anh đang có 68 viên mà. Có ai thiếu đoạn kiếm không? Không. Ồ, 43 viên. 43 viên. Đang có thêm đạn nó phải nhặt nữa này. Ôi trời ơi, có cả bắn mình. Đầy đạn rồi nè. Anh còn 40 viên kiếm. Mình còn đầy thôi. Anh có sub bờ chưa Thắng? Rồi, có rồi. Lại được dùng nữa. Để dành cho con đó. Giữ lại cái ối rồi đã. Rồi. Lên. Rồi dồn nó đam cho. Hay quá. Người mặt rồi. Rồi. Bây giờ cái khó tiếp theo nè. Cái người Revan á. Khó nhì. Thì sao? Thanh sẽ cố gắng, nó sẽ ở một mình. Đó. Thì có một vấn đề duy nhất thôi Thắng. Là cái lúc mà lên điện cao tờ trên cái tầng thứ 3 ấy, chung là vẫn là độc. Sẽ có hai người, mình thắng có hai người cho nên mình thắng còn bị thắng mới dễ. Rồi bên cây nha, thắng vị trí sẽ cho bên cây thăm một mình, thắng sợ bên nhà đá. Đó. Thì thắng phải cầm Raiden Flood không? Đúng không? À, cái encounter này thì phải cầm cái này, cầm điện nhánh giữa, đâu còn Raiden Flood sao? Ai biết Thanh? Hỏi Thanh á. Ủa quan, chỉ nó nói encounter này, encounter 3, encounter Raven, Thanh nó nói encounter Raven. Ủa đang nói Raven hả? À. Ừ. Cái hình cao tờ 3 biết chứ Thắng. Nãy trong lúc chỉ đi thanh trị cho Thắng rồi. Ý Thanh nói là cái con Raven là bên Thanh mệt nhất á hả? Nói sao? Đi một bộ không, bởi vì không phải mệt nhất mà là Thanh sẽ không đọc đĩa, Thanh sẽ không đứng đĩa. Cho nên khi lên ở hình cao tờ 3 cái lúc mà DPS con boss ấy, mình phải chừa lại một con ogre. Ủa chừa mấy con nhỏ không được hả? Nói chung là chừa lại vài ba con, bởi vì nếu như mình giết hết lính thì lúc mà mình bỏ hai cái thang máy ở bên nhà đá, bởi vì nhà đá mà không bỏ thang máy đó, thì cái lúc mà mình giết xong thì cả ba đứa mình sẽ phải chạy qua nhà đá để mở cái thang máy của hai cái đĩa nhà đá đó. Sau đó mình lên trên giết con lính, xong bắt đầu mình mới descend xuống. Cái lúc mà descend xuống xong ấy, bắn hết mụn, nếu như không đủ một VS phase á mà gọi là một nhóm máu á, thì cả ba người thì vẫn đi sang hai bên như vậy. Ừ. Còn nếu ví dụ như mà cảm giác mà hai người sốc đam được luôn thì nói. Nhưng mà Thanh nghĩ nếu ví dụ mà cầm cả ba đứa mình bắn chắc một phê lúc mà đi xe xuống xong mình đủ chết rồi. Cầm voi hệ nào được không Thanh? Voi nên là voi bất bộ. Có gì mà ý biết gì không? Chỉ ăn. Chỉ ăn cục đầu xong chỉ mang ra cầu. Một thanh stick kìa. Mình không biết cái lỗ đó Thanh. Rồi Thanh làm gì Thanh? Mẹ, cái đó không chỉ kìa. Rồi rác glory hole. À không, mình nghĩ cái lỗi rồi. Ôi mẹ. Ôi chắc là phải rồi. Gì vậy bạn? Có mua qua tôi trả lời không? Như mình mua thì phải.
Rồi, chỉ ăn hai cục. Ăn xong rồi nói thanh nhé. Qua phụ, qua phụ dẫn lính tiếp. Một. Rồi thắng ăn, thắng hết hai cục đi nè. Đó, một x3 này Khánh. Anh bị bóc của mình rồi. Ok. Từ thanh cứu. Rồi. Anh chơi. Còn mấy giây nữa. 7, 6, 5, 4. Đó, thành vẫn dòng 4 nè. Ủa xong rồi. Sao rồi, chuẩn bị chí, chí ra DPS đi. Gà sao, gà sao. Ủa, cái gì vậy, bắn tới 40 ngàn rồi mà. Nói gì bắn có bắn. Mày tham báo, một viên tới 43.000 mà nói gì. Mình bắn bằng đam thanh á. À không nhầm, thua đam thanh á. Bắn bằng chí à, mình đã bắn có 23.000 à. Bắn có 20.000 à. Bắn cái viên ít 2 có 40.000 hết hồn. Thắng, nãy đang có nhìn nhầm không? Thấy thắng nhân 4 mà đang nói gì vậy? Sao vừa nãy mình nhìn x3 mà không gặp. X3 là cho cái SM thắng. Ừ, thì nãy thanh 4 rồi. Nãy thanh nhân 4, thanh cứu thắng thì mới không chết á. Chứ thanh nhân 3, thanh cứu thắng thanh chết rồi. Bây giờ chết hư rồi. Cũng chết hư thì phải xài. Nhưng chết hư thì phải xài mồm xài não chứ thôi. Ủa, chính ra mua máy xeo không có nào hiện lửa nhỉ? Không khỏi nói lửa nhỉ? Nói gì vậy? Ừ. Seven Surab Shotgun, nói gì vậy? Thịt vào cầm hồ đó hả? Này cái khổ đó là mày đổi được. Ra thế phải tìm chết rồi. Ủa trời ơi, không có. Tìm chat thử thanh. Chết rồi. Lo không được rồi. Mình sẽ inbox qua Chí đang nghỉ live stream. Hả? Ồ, hơi tắt live stream rồi. Mình inbox qua Thanh đấy. Nếu không thì cứ đưa thông tin về cho Thanh. Inbox về Thanh gọi Thanh cho lẹ không để. Ừ, ok. Để ở đây, lại gì rồi. Lịch tờ phát. Vô là vô luôn. Yeah. Cắt đèo. Rồi thành đồng. Ta thay đầu cùi xuống. À, đồng múa cột. Chí. Nhấn số 8. Ok. Ôi chết mẹ, chưa đổi key bay. Đĩa của Thanh là Penumbra, đĩa của Trí là Anthemra. Mẹ ơi, đi xuống đi. Trí vào trước. Một khi mà thắng ở ngoài một mình á. Không, đợi tiếp theo sau lúc mà Trí nhặt lên cái. Đợi cho đến khi nào thì Trí về, ít nhất cũng có một người trong phòng này là được. Đây có thể xử được hai con cùng lúc. Nó chỉ là một kênh vừa thôi đó bạn. Một ít nhất bên banh
Mình quên hết vị trí cái đĩa rồi. Thay gặp lại thôi. Không sao. Đó. Không sao, cứ vô đi. Không quay không sao. Ok. Thành là phe đúng không Thành? Đúng rồi, Thành là phe nằm ra. Thành là phe rồi kìa. Ngồi lên mình kìa. Cái chân lực phèo nó nhắc cho con đầu tiên. Cây thật. Ok. Thắng cây cuối cùng là bên nhà đá là Alphandra rồi, là của thắng luôn đó. Còn mình là Alphandra rồi. Thắng rồi. Thôi rồi. Của thắng là em. Né mình chưa thắng là em xuống kìa. Rồi thắng đi vô thắng. Của thắng lấy là Penumbra. Còn cái nhà đá cuối cùng. Ok. Đi qua nhà đá, thả nhà đá luôn nha. Bà con bên nhà banh ra trước này chị. Nhà banh ra trước rồi tới nhà cây. Rồi nhà đá ra cuối cùng. Rồi đi sang nhà cây. Nhà cây chị. Rồi, nhà đá cuối cùng đúng không? Rồi, bây giờ tập dưới. Rồi, lên đĩa đứng nè. Đứng lên đĩa nhìn, đứng lên đĩa dọn quá. Trang số 8, anh. K69. K69, trang số 8, trang số 8. Đồng cửa phải. Ok. Của thắng là Anthemra. Okay. Còn lại là Penumbra. Rồi chỉ vào trước đi. Đợi hằng trí nữa. Đợi hằng trí nhé. Banh. Thắng để ý con Nai à thắng. Hai. Thắng là gì? Thắng là anh xong ra. Ok vậy thôi con. Con Nai ra hai con quan sát. Có ra hai đối tượng đó. Cái này chết chưa? Ok. Bên nhà đá. Thả ngay đĩa đá luôn. Cây ra trước này. Ok. Nếu thế là nhà banh còn hỗ trợ. Còn nhà đá này không phải. Rồi, thắng lập trước hả? Chim, nhìn lên cây, chim không lên, ta không phải lên cây, chim không lên. Ok, cá bơi lên. Gắn xuống, gắn hai đầu nhìn xuống. Ok, để trái, bên gặp hen. Ok, hen, an, hen. Của trí là an thâm ra, còn lại là hen thâm ra. Ủa khoan, thắng là anh thông ra luôn hả? Đó. Rồi rót ở bên này xíu rồi. À ok. Bên này gặp em. Ok. Có mối bên này chỉ là anh thông ra. Mình cũng không biết từ từ online ra. Không biết nữa. Con nạ phải nhìn lá nè. Nhìn vào đây. Hiểu rồi.
cứ nó là lúc nó spawn đó, nếu mình nhìn nó tại cùng một thời điểm nó sẽ spawn. Sau khi con đầu tiên nó đi qua kiểu màu đen thì con thứ hai nó bắt đầu nó spawn cho thằng Clan rồi quá. Nó spawn cho thằng Clan. Không ngẫu nhiên. Thì con nào giờ đang ở đây kìa. Bên thành. Bên đá hả? Bên đá không còn này. Ok. Họ sao nó bị đóng băng nãy giờ. Không thành quang cái gì đó ra là đứa cuối cùng là bên nhà cây luôn nha Thắng. Bên thằng cái đó qua nhà banh. Nhà banh, phải ở nhà cây. Cây nhỏ nhanh lên cái con này tới xong một cái finisher còn từng nữa anh cao tập cuối không nữa chắc là sẽ không thiếu đấy. Thành muốn thử cái shot 1k của Thành không? Được chứ. Ủa nhưng mà shot nó bắn mắc kịp. Ủa bộ OP kia bắt đầu chơi được kìa. Hả? Gì? À không, mấy vô carry master. Mấy vừa mai. Thôi trời ơi, sướng si hoài, kỳ quá. Khoan bây giờ cầm gì bắn à? Sao Thanh? Anh hả? Vấn đề là hai bạn là sát thương chính ấy, Thanh đi một mình. Thằng Thanh mẹ nó cầm cái khẩu hen. Lý sao Thanh nó này, lý do tại sao mà anh K là anh thua nè. Thứ nhất là bảo vệ ảnh. Không xài mod như Thanh. Đó. Thứ hai là gì? Mẹ khẩu Ace của ảnh mạnh hơn cái khẩu National Beast của Thanh. Vậy mà lại không bắn vào đầu mấy bọn nó, mà nó bắn vào mấy cái thùng bom nổ. Giá như hồi đó mà anh Ace mà anh biết cái trò mà sát gặp Galano là anh mạnh rồi. Chết nào. Đi thắng. Hứa mẹ sau này mẹ một trong hai bạn mẹ trong một trong hai bạn đi solo một mình. No. Ê, mày chẳng có xong rồi đấy này hay không? Mình yếu dần. Lại mắt 4-5 dầu phụ lửa trái phải dưới cái nãy mới đi qua á phải trái nó là phải trái lên tí nữa trái rồi nó bảy mười hả? Bảy mười
Chị bắn người đó. Chị bắn 7 kìa, chị bắn 7. Bắn. Tên skin khổ. Nào lên này. Quái quái đi. Có dọn hết lính, chừa con ogre với lại con lính trên thềm rồi, không biết. Dọn hết ở dưới đi. Cái con ở dưới nó mất tích kinh khủng. Cái đó, cái con ogre với không, con chừa, trên ôi thềm. Ôi mẹ nó vô tới nhà luôn kìa thằng. Này thì không bắn vốn. Mình bắn cho. Đừng có sai phờ. 3, 7, 3, 7. Anh ơi, whisper cho mình cái thanh. Không thấy. Mình không thấy thằng chát gì chứ. Trời ơi, thấy gì đó. Nhảy. Một nè. Cái con trên thềm không giết nha. Hai người. Một hai. Một hai ba bảy tám mười. Một hai ba bảy tám mười. Một hai chia bắn nha. Anh bắn giùm chỉ số 1 đó nha. Cái gì? Mình có bắn số 1 một viên nghe. Trời ơi, khổ ghê. 15k đam đàng hoàng. Có thấy rồi, số 37 của Thanh là không bắn mô phát một viên đấy. Chỉ thẳng xuống dưới đây nè. Ai biết, tôi mẹ anh quá. Súng tôi yếu được chưa? Cái Nation of Beast nó cái gì cao, cái Asian Gospel á, nó không. Cái đam cái rê nó thấp à. Cậu Asian Gospel, cái đam nó vô chết. Nhưng mà nó nổ qua myself. Rồi, mỗi đứa quăng cho lũ đạn. Không, mình có đủ đạn rồi. Ôi trời, thắng luôn. Này, đứng phải đứng này tạ lỗi đi thắng. Đứng này tạ lỗi thắng. Rồi, lòng. Cá 69. 69. Hai con bên tròn á. Hai con à, phải trên. Đó, đó, đó. Quay lại thành con mới nãy. Ừ, 69 á. Chết mẹ, hèn canon thằng còn có 9 viên. Ôi dịt nghề. Đấm đi bà. Đi phái từ từ có. Đấm đi. Đấm đi. Đấm đi thằng. Cho mình quăng một trái gà này nha. Giết mấy con kia trước kìa. Nó xin xin hai bờ kìa. Trời ơi, quăng trái gà này được một. Một cái yếu thôi. Một viên thôi. Nè Thanh ơi, Thanh vô đây đứng Thanh, vô đây đứng Thanh. Dưới này này, dưới này. Đợi khoái đông chết mẹ mà. Dòng. Dòng giáo đâm cổ. Hả? Dòng giáo đâm cổ. Khoan à, dưới. Dưới giữa. Lên nữa. Ừ. Ủa chứ rồi. Lên. Lên. Khoan khoan, cho một con, cho một con. Ờ, còn cười. Đó. Ở đây vẫn còn nữa. Ôi, đạn tim. Đúng luôn. Thiếu một viên văn cây, có đủ không? Thanh, đứng tí Thanh. Cho mình đổi. Khoan, mẹ nên đổi thôi, khỏi đổi đâu. Ừ, từ từ giết lên nha. Thanh có thấy một viên đạn tím bên này. Faster reloading bên nha. Rồi,
đứng đứng so le nhau một đứng so, so le nhau ra để thắng đứng giữa thắng đứng ngồi giữa đừng có bấm đi quay lại nha, cứ để cho nó đi xem từ từ xuống nhắm bắn thôi. Mày sao mấy bạn đẩy nhanh vậy, mình bắn 3 viên không bể một cục kìa. Sniper chứ. Hồi nãy kêu cần đổi máu thịt tốt thành sniper không kêu khỏi đâu, lại chúa. Thôi, đi về nhà cây đi. Riven ra bên hai bạn mà hai bạn cứ đi làm bình thường nhá. Không đủ đi bét anh giết. Ôi trời ơi, khoan nó đóng cửa, khoan đóng cửa. Riven bên mình. Ừ, bên mình bắn. Lấy ra. You want all E đúng chứ? Ok, thế thôi, thế thôi. Chưa ra con kia nữa hả? Chưa. Kìa kìa con kia kìa. Ôi mẹ. Thôi lên đi thằng. Mà quá chứ bạn. Ngọc phun lửa trái. Ngọc phun lửa trái. Dưới phải. Nấp tí. Ở đâu? Dưới phải. Dưới phải. Đây. Mà đó. Rồi đi. Mà đó. 3-8 không chỉ Snake kìa. Bye bye. Mình chạy cho. À, Thanh muốn đi coi cái quýt không Thanh? Không. Còn Thanh thương thắng, Thanh chỉ muốn đi xong cái này thôi. Ôi dồi ôi. Bye Thanh. Ở dưới. Sao Thanh không đi? Nó bị té hay sao? Được Thanh quá, Thanh đi. Ồ, cái gì? Coi chừng vô, cầm bên cây bắn trái tim cái mày. Nổ chết. Mình thay đồ này thôi, làm sẵn đâu bạn. Đéo nha, được mày. Cái đó là pro của mình. Chắc cầm biết bao nhiêu nữa nhỉ? Gì trời ơi, mấy cái đèn đồng mà thôi. Chí. Rồi, nghe rồi, nghe cho kỹ đây. Warlock Chaos Witch. Python. Ai cầm bom đầu tiên cái đó. Nên là thắng. Rồi, khi nào nhặt đếm. Đi cho vị trí. Rồi. 3, 2, 1 Hãy đăng ký kênh nhé. Chạy thẳng luôn, chạy tiếp luôn, chạy thẳng đường dừng. Mày nạp 4, 3, 2, 1, nhặt đi thắng. Đi chiếc, bỏ qua cái đống này. 10, bắn hạt coi trên đĩa bắn chết một con để thanh. Rồi,
yếu bằng yếu vào đó đi. Rồi, rồi được rồi. Lấy con trong hẻm. Ôi chết, em chưa đủ quay. Thế còn thanh chạy nhanh thẳng. Trong hẻm chứ. Ôi chết, 9 8 7 ăn, ăn luôn đi thắng. Ủa rồi ôi, thay ngân còn 3 cái nữa. Thôi đi, thôi đi luôn. Đi luôn, đi luôn chứ, dưới hết lính, dưới hết lính trong anh đây đi. Chưa lại một con. Rồi, nhảy xuống nào. Not heed her words. We will finish this. Bỏ vô. Không phải thanh. Không được mình chết. Nhảy đi nha. Phải nào con mẹ nó đi. Thành kia. Return to us. Đúng nhà nãy em không mình xài cái cách trời. Rồi mấy thằng Thanh xài chắc từ nãy giờ ngon. Không, mình không có xài chắc đời luôn. Cảm thấy chắc đời. Ủa mấy thằng cậu á, thằng Thanh bấm một phát mình chạy như thế này này đúng. Chạy bóng lắm. Cầm từ tớ mình chạy. Thôi được lấy hòm đây. No. Lúc khác rồi. À, được rồi. Okay. Có nhiều rồi. Anh có có nặng, thằng Thanh có 5 cái. Mình có 3 cái. Ôi, 5 cái max rồi, Thanh xạo. 5 x 6 30 chứ không phải 6 người. Không đâu. Nó về Pro Master chứ. Nó về Pro Master chứ. Nhưng mà Hot Master có kéo vô đây thì trong lòng đi ray được kìa. Được chứ. Muốn giờ xài thử một cái đi. No. Như vậy là mỗi đứa sẽ cầm được 10 cái, nhưng mà nhìn đếm đi nè. Trong này có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19,